Kính chào quý vị. Thưa quý vị, dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét thảo luận lần 2 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự thảo có nhiều nội dung mới nhằm khắc phục những hạn chế và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Dự án luật đất đai sửa đổi lần này được xây dựng gồm 16 chương 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến lần thứ nhất. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được quy định, khoanh định, bố trí không gian sử dụng đất theo 3 khu vực gồm khu vực quản lý nghiêm ngặt, khu vực hạn chế và khu vực được chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định kết hợp giữa chi tiêu sử dụng đất với không gian sử dụng đất và xác định vị trí, ranh giới, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đến từng thửa đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tại hội nghị, lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tổ chức vào đầu tháng năm này, có ý kiến cho rằng quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện lập hàng năm là chưa phù hợp với thực tiễn, về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư công hàng năm. Đề nghị bỏ quy định tổ chức lấy ý kiến đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, vì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là căn cứ vào quy hoạch để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình Ủy ban tỉnh phê duyệt. Nếu quy định như dự thảo luật thì hàng năm đều phải tổ chức lấy ý kiến và cứ sau 15 ngày lấy ý kiến nữa thì rất bất cập, hình thức mất thời gian và sẽ làm chậm việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất. Đề nghị cần quy định việc đăng tải công khai lấy ý kiến tại trụ sở làm việc hay cổng thông tin điện tử phải được thông báo cho nhân dân biết. Việc thông báo địa điểm, thời gian công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể thông qua những hình thức nhân dân dễ thấy, dễ nghe hơn, như thông qua loa phát thanh, kênh truyền hình địa phương để nhân dân biết và tham gia ý kiến. Đây là nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, nên việc lấy ý kiến càng rộng rãi thì càng thu hút được nhiều ý kiến, sẽ hạn chế được những phản ánh khiếu nại tiêu cực của người dân. Mà đất quy hoạch thì được chuyển nhượng, đất có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì không được chuyển nhượng, hoặc là cái việc xác định lấn chiếm lộ giới cái thì cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm đó nó ảnh hưởng tới cái việc xác định cái tính hiệu lực của giao dịch đó, nó rất là rối cho tòa án. Trong thực tế thì mình đã dính rồi, cái việc xác định cái giao dịch theo cái dạng là đã có quy hoạch sử dụng đất lâu năm, quy hoạch trước trong 5 năm, và đối với những tranh chấp mà liên quan tới cái đất mà có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện thì nó dính rất là nhiều. Về thu hồi đất, trưng dụng đất, quy định tại điểm D khoản 1 điều 84 của dự thảo luật đất đai là không khả thi, có thể sẽ gây khó khăn cho tổ chức thực hiện, bởi trong thực tế, trường hợp phải cưỡng chế là những trường hợp không đồng ý với phương án đền bù và sẽ không thống nhất ký nhận đền bù, ký nhận tái định cư. Như vậy, việc quy định không được cưỡng chế thu hồi đất nếu chưa bố trí tái định cư sẽ khó thực hiện hoặc không thể thực hiện. Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định nội dung về thu hồi đất trong trường hợp các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất chuyển đi nơi khác, như quy định tại điều 78 của dự thảo luật lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm hài hòa về lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư, cũng như bảo đảm sự công bằng giữa các nhà đầu tư với nhau. Khoản 7 điều 77 được quy định như thế này: đất trồng năm không được sử dụng liên tục trong 12 tháng. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng. Đất trồng rừng không được sử dụng trong vòng 24 tháng và đã bị xử lý vi phạm hành chính thì có nhận thu hồi. Nhưng mà chúng ta không quy định là các thời điểm 12 tháng, 18 tháng đó và 24 tháng đó tính từ lúc nào. Thì như thế thì cơ quan có thẩm quyền nhà là địa phương thì lấy cái gì để xác định căn cứ để xử lý vi phạm, và từ đó là kiến nghị xử lý thu hồi. Trong khi đối với đất của tổ chức, đối với đất của dự án thì chúng ta quy định rất là rõ, khoản 8 chúng ta quy định rất rõ. Nhưng cái điều khoản 7 thì lại không quy định. Mà trong khi đây, trong cái điều khoản này, đó là
cái việc là quy định cái cho đối từng hộ cá nhân, mà theo tôi ấy, thì nặng về cái người mà gọi là đầu cơ mua bán đất, gọi là phân dạng phân lô bán này chờ thời cơ đất nông nghiệp đấy, thì mà chúng ta khi chúng ta xử lý những cái người này ấy, thì rất là khó khăn. Người ta sẽ lợi dụng cái tình trạng không chặt chẽ của luật để người ta có thể là lách luật. Thì bản thân tôi đề nghị là ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm để có cái quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn ở cái khoản này, để làm sao là có tính khả thi cao. Liên quan đến đất đai, giá đất, giá trị quyền sử dụng đất và định giá đất là nội dung trọng yếu thu hút sự quan tâm của dư luận trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Về hoạt động định giá đất, có ý kiến cho rằng rất khó chế phương pháp định giá đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Mà trước đây cái dự thảo mà chúng ta lấy ý kiến toàn dân ấy, điều 156 giá đất cụ thể thì tôi thấy trong này ban soạn thảo họ cũng có tiếp thu nhiều. Nhưng mà cái việc mà cái phương pháp giá đất cụ thể mà soi rọi là cái điều trên ở cái điều mà quy định cái phương pháp ấy, nó cũng vẫn chưa cụ thể. Hiện nay lúng túng nhất của địa phương là xác định giá đất cụ thể để phục vụ cho mục đích quản lý như là bồi thường giải phóng mặt bằng này, tính tiền thuê đất cho tổ chức hộ gia đình cá nhân khi mà nhà nước ban hành quyết định ra cho thuê đất, hoặc là tính tiền sử dụng đất khi nhà nước ban hành quyết định giao đất, đi xác định cái giá đất cụ thể rất mất thời gian. Thế thì trong cái luật này sửa đổi lần này ấy, có nói rất dài về cái vấn đề xác định giá đất cụ thể, nhưng mà cái phương pháp xác định giá đất cụ thể nó lại rất chung chung. 5 phương pháp định giá đất theo luật đất đai hiện hành 2013 là rất khó thực hiện, rất khó áp dụng, và áp dụng kiểu gì cũng có thể liên đới đến trách nhiệm của cái người đi làm xây dựng giá đất và phê duyệt giá đất. Tại vì Quốc hội khi mà hội nghị có thể lưu ý thêm, góp ý thêm với ban soạn thảo để cho các địa phương sẽ dễ làm, dễ thực hiện, để chúng ta vẫn phục vụ được công tác quản lý nhà nước về đất đai. Từ cái vướng mắc thực hiện cái luật cũ, mình kiến nghị sao mà cho nó có cái cải tổ để nó không vướng nữa ở cái luật mới. Cái vấn đề thứ nhất tôi muốn nói là ở cái điều 23 về cái cơ quan quản lý đất đai và cái công chức địa chính xã, thì trong đây là đề nghị bổ sung cái công chức địa chính xã phải tham gia cái thành viên hội đồng định giá đất. Thực tế thì khi mà đất tranh chấp thì đương sự người ta có một cái quyền, thứ nhất là được thỏa thuận về giá, thứ hai là được lựa chọn tổ chức thẩm định giá. Nhưng mà khi mà người ta không thực hiện cái quyền này thì bắt buộc tòa án phải thành lập hội đồng định giá. Thực tế thì cái việc thành lập hội đồng định giá này nó có lợi cái chỗ thứ nhất là nó sát với chính quyền địa phương, sát với thực tế. Cái thứ hai nữa là không bị mã gì giả quán gì giá. Đến thực địa để định giá thì hầu như các thành viên hội đồng định giá người ta rất là ngại. Hỏi địa chính xã không? Cái người địa chính xã là thứ nhất là người ta rành về loại đất. Cái thứ hai là người ta rành về giá. Giá ở đây là giá thực tế chuyển nhượng. Nên là tòa án từ bấy nhiêu năm nay cũng ao ước rằng cơ cấu được cái ông cán bộ địa chính, công chức địa chính vào cái hội đồng định giá. Nhưng luật mình quy định là ủy ban nhân dân xã, thì ở đây đề nghị bổ sung thẳng là cơ cấu công chức địa chính xã. Có khi là ủy ban cử một cái thành viên khác không phải là công chức địa chính xã, thì cái việc thành lập hội đồng định giá và tiến hành định giá thì nó vẫn vướng như trước đây thôi. Nên là cái mấu chốt cái vấn đề này là nếu như đã thay đổi thì đề nghị ghi thẳng vào là công chức địa chính xã tham gia là thành viên hội đồng định giá, nó sẽ đỡ vướng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp của dự thảo luật đất đai sửa đổi, báo cáo về ban soạn thảo và có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội. Quý vị thân mến, chương trình Chính sách đất đai đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới trên kênh TTV11. Quý vị có thể xem lại chương trình này và các chương trình khác của đài chúng tôi trên các hạ tần số YouTube, Fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chào, tạm biệt.